liên quan đến việc Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra về đối tượng Phúc XO, tức Trần Ngọc Phúc, 36 tuổi, ngụ quận 12, có liên quan đến tụ điểm bay lắc trong karaoke XO trên đường Trường Chinh, quận 12. Dư luận nghi vấn đằng sau Phúc XO có thế lực nào bí ẩn không lộ mặt. Theo tìm hiểu của phóng viên, vài năm trước, Phúc XO có những hoạt động liên quan đến báo chí. Cụ thể, giai đoạn cuối năm 2012, phóng viên của một tờ báo có liên hệ với Phúc XO để hợp tác trong một số bài điều tra báo chí. Lúc này, Phúc XO đang là một tài xế. Sau đó, phóng viên đăng loạt bài về những sai phạm trong lực lượng cảnh sát cơ động và trật tự, cảnh sát giao thông ở một số quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao dư luận. Phúc XO có vai trò là một tài xế, lên kế hoạch tiếp cận, tạo tình huống đưa nhận hối lộ để ghi âm, ghi hình lực lượng công an ngay tại trụ sở trong việc xử lý vi phạm hành chính. Sau các bài điều tra đó, nhiều cán bộ chiến sĩ công an bị xử lý kỷ luật, trong đó có người bị xử lý nặng là tước danh hiệu công an nhân dân. Theo lời kể của một số cảnh sát giao thông đang công tác ở công an quận huyện và các đội trực thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn sau đó thường xuyên gặp Phúc XO trên đường, xưng là anh Phúc báo X. Đến nỗi nhiều trường hợp xe ben, xe tải có vi phạm khi lực lượng cảnh sát giao thông xử lý hành chính, lập tức có số điện thoại gọi tới xưng là anh Phúc báo X để xin bỏ qua không xử lý. Nhiều cảnh sát giao thông nhớ rõ số điện thoại của Phúc XO vì đó là số SIM đẹp, vẫn lưu là Phúc báo X. Bắn đi vài năm, Phúc XO không xuất hiện và nhiều người bất ngờ khi hay tin anh này trở thành đại gia, đeo vàng nhiều nhất Việt Nam. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Phúc XO từ chân tài xế trở thành đại gia nổi tiếng khắp Việt Nam với vòng vàng tính bằng kg, rồi cơ sở kinh doanh karaoke hoành tráng. Quả thật là có nhiều điều bí ẩn, dư luận đang đặt nghi vấn, có ai đó đứng sau chống lưng cho Phúc XO.